nha. Ủa tập mấy giờ vậy nhau ơi? 3 rưỡi à? Đây là cầu thủ Triệu Việt Hưng. Chào em. Trời lạnh lắm. Chào em. Đẹp quá. Hả? Hòa đẹp quá. Sao đẹp bằng tài được? Tài chết thiệt. Đây chụp hình đăng ảnh vậy? Đúng mới đẹp á. Sao đây chụp hình đăng ảnh vậy? Má, đi kiếm. Mới mua dạy hả Quang? Bừa. Mình sẽ zoom gần lại nha, thì trước mắt chúng ta là cầu thủ Nguyễn Kiên Quyết. À, tiếp theo đó là các bạn đã nhận ra ai chưa ạ? Cầu thủ số 9 Văn Toàn. Hello Toàn. Tóc đẹp nha. Tóc mới đẹp nha. Tóc đẹp quá. Đẹp. Hôm qua có nha. Một cái nữa nãy, một cái sợi.
cho nó dẫn chụp cho Thanh đi. Chụp kia, dưới kia giùm chị bớt. Chụp dưới kia là dưới vụ giảm.